Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố rồng. Nghĩa nhẹ coi hôm nay có cái sự kiện gì đặc biệt hay không đây. Wow, anh em mình có sự kiện là skip 6 giờ. À, xem quảng cáo thì anh em mình sẽ bỏ qua được 6 tiếng nha mọi người. Cũng khá là tuyệt vời ha. Anh này là có rất là nhiều lợi thế cho những anh em mà có những cái quả trứng đang ấp ha. Hay là cho những cái bé rồng nó yêu nhau. Rồi bây giờ thì Hunter có nhận mở các gói VIP trong game nha mọi người. Anh em nào đang cần mở các gói VIP trong game, các bạn có thể liên hệ bên mình ha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game kèm thêm một phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo, nhà phát hành ban nít là khóa nít của các bạn nha. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau đến với cái khu vực list để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nha. Đây, pass xe nhẹ trong đây luôn. Như các bạn đã biết thì anh em mình có một cái thành viên khá là đặc biệt, sở hữu kỹ năng khá là thú vị. Đó chính là thêm lượt đánh nha mọi người, với cái tuyệt chiêu quánh không trượt phát nào. Wow, ôi lượng đam khá là khủng luôn các bạn ơi, 124.000. Thêm cái lưỡi hái tử thần nữa. Ôi, mang con này đi ra chiến đấu thì anh em mình không ngán thành viên nào luôn ha. Wow, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ mình với nha mọi người. Victory. Rồi, chỗ này anh em mình sẽ đến với một cái bảng level là 144 ha. Đây rồi. Sát thương bèo bèo của chúng ta sẽ nằm ở mức 124. Mấy thành viên này thì lượng máu nó không đủ để cho anh em mình xử luôn. 97, lượng máu vẫn không được 100.000. Wow, đam mèo bèo cũng được 127 luôn. Ghê vậy. Rồi, và đây là nhân vật Heroic. Con này 2 sao, kèm thêm lưỡi hái tử thần luôn. Wow, vẫn là 127 các bạn ơi. Rồi, Victory. Vậy là xong nhiệm vụ chưa chứ hả? Đây còn hiệp nữa, sẵn anh em mình lụm luôn nha mọi người. Coi như là khu vực này anh em mình gõ được tầm khoảng 3 trận nè. Đây, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu. Đó. Rồi, chỗ này thì ôi cha. Cái này là nếu như mà không hạ được tên bạn anh em mình sẽ thêm được một lượt đánh nữa. Còn hạ được tên bạn thì anh em mình có thêm cái lưỡi hái tử thần để gỡ luôn cái khả năng hồi sinh. Tuyệt vời mặt trời luôn. Và hắn tôi thì có bán những cái nick Dragon City cho mọi người luôn nha. Anh em nào đang cần những cái nick xịn để chơi game các bạn có thể liên hệ mua bên mình ha. Mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang hantechannel.com. Các bạn có thể ghé vào website của HNT và lựa được cái nick nào thì các bạn có thể liên hệ mua trực tiếp với mình qua Facebook nha. Còn link Facebook thì anh em check link bên dưới phần mô tả của video cho an tâm nha mọi người. Wow, chỗ này thì anh em mình mang được hàng xịn đi. Đó chính là thành viên đặc biệt Heroic. Mang vô đây được có thể anh em mình không ngán mấy thành viên bên trong này đâu ha. Anh em mình khử rồi là nhẹ nhẹ thêm lượt đánh nè. Đó, sau đó thì chúng ta lại sát thương nhân 2 thêm một phát nữa. Ôi, 3%. Rồi, lần này anh em mình sẽ chơi trò đánh lan nha các bạn. Wow, bé này thì anh em mình chơi trò thêm lượt đánh một cái nữa đi. Đó, có lý dễ sợ giờ sát thương nhân 2 chiêu này. Tên bạn có cái con Heroic này và cái tuyệt chiêu này của anh em mình nó thì... ây cha, không có tác dụng luôn các bạn ơi, mà nó còn phản đam lại nữa. Hơn là anh em mình có cái giáp không là ăn hành nữa rồi. Rồi, kéo thêm được cái nữa. Vậy thì bây giờ anh em mình sẽ đến với chiêu đặc biệt đi. Chiêu đánh lan luôn. Wow, chỗ này anh em mình làm thêm phát nữa. Đẩy thêm cái lưỡi hái tử thần cho tên bạn luôn. Hồi sinh là bao nhiêu phần trăm đây? 3%. Là anh em mình dư sức gỡ rồi. Wow, mạnh mẽ dữ. Rồi, victory nha mọi người. Đây, một hiệp ha. Tiếp theo Heroic Karma. À, mình nó là chuyên gia trị Karma các bạn ơi. Quánh là không trượt phát nào nè. Ôi ôi ôi, thể hiện kỹ năng bằng sát thương nhân 2 luôn. Master Karma. Rồi, chỗ này thì đánh lan thì không đủ đam. Thôi anh em mình phải nhây, mình phải mang một con nào đó vô mình nhây thêm một phát nữa mới được. Rồi, Karma solo với Karma đi.
Rồi ở đây thì anh em mình khóa lại, không cho nó miễn nhiễm sát thương. Rồi em này thì có cái lưỡi hái 3% ha. What, cái gì căng vậy? Ôi nó hái mình luôn kìa, mạnh mẽ dữ. Ôi chú này mạnh mẽ dữ nha. Rồi bây giờ anh em mình cho Kama ra thể hiện nha. Nhân vật Heroic VIP của chúng ta ở đây thì mình sẽ đánh Lan đi. Chúng ta sẽ gọi cả hai thành viên. Wow, con này máu nó càng thấp thì lượng đam nó sẽ càng cao. Ôi miễn nhiễm sát thương nữa, tới công chuyện liền. Rồi chỗ này thì anh em mình sẽ đến với nữ hoàng ma cà rồng. Bé này với cái lượng máu là 361.000, một cái lượng máu cũng khá là khủng bố nha. Wow, rồi cưa máu nhẹ cái. Chuyện gì tính tính sao? Bé này với khả năng hồi sinh là tầm khoảng 6%, anh em mình dư sức qua cầu nha. Gỡ luôn cái hồi sinh của tên bạn đi. Victory. Ôi nhẹ nhàng nha mọi người. Và cái mùa lần này kéo dài tầm khoảng 3 ngày nha. Ở đây thì anh em mình cần nó là 50 điểm nha các bạn. Phải ít nhất 50 điểm mới được nhận thưởng. Ôi tên bạn có con Heroic Dream kìa, level là 60 nha. Ngang cơ với cái thành viên Cute này. Rồi bật kỹ năng đánh Lan nè. Wow mạnh mẽ dữ. Rồi 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 tới công chuyện luôn. Chơi chiêu đặc biệt liền. Ôi Heroic Dream. Vả thêm cái nữa liền. À, trăm mấy con này à, hồi sinh 900. Ôi nó hồi sinh lại nó sống các bạn ơi, không giỡn với nó được. Nó hồi sinh lại là nó sống đấy. Bắt xe nhẹ. Ây chà, thấy chưa, đem con này vô trong là nó ngủm liền. Tại vì cái anh em mình ở bên trong không sử dụng được kỹ năng hồi sinh nha các bạn. Đây thì anh em mình gỡ nhưng mà nó hồi sinh lại. Nó vẫn còn miếng máu. Rồi ok, tầm này thì anh em mình sẽ đến với là đổi rồng. Rồi ở đây anh em mình có thêm lượt đánh nè. Bật thêm hút máu đi. Wow. Ôi căng, nó hút máu mình luôn. Gắt thế nhờ. Tám mươi. Ôi tên bạn còn nguyên con level 70 các bạn ơi. Mấy nhiễm sát thương. Rén ngang liền. Ở đây thì anh em mình có chiêu nè. Đó Victory liền. Rồi qua cửa nha mọi người. Công nhận cái khu này càng lên cao gặp những cái đối thủ là nặng ký là anh em mình phải tập trung là chơi sảy là bị người ta bế liền. Wow. Rồi tầm này thì đánh Lan thêm một phát nữa là ok. Ôi tên bạn còn con Heroic Dream. Con này nó cay ở cái chỗ là nó sẽ hồi sinh lại đồng đội. Ôi nó còn nó hồi sinh 9% lận. Anh em mình có 6% gỡ à, thiếu rồi. Kèo này khó nha, hơi kệ. Lần này thì theo sự tính toán của anh em mình, chúng ta sẽ đến với bé Titan đi ha. Ôi không đủ đam luôn. Rồi bình tĩnh mà rung. Lắm.
nó chơi trò hút máu đại pháp luôn. Ôi, nó quýnh hai lần luôn hả? Oh no, nó gỡ nhiêu phần trăm vậy? What, nó gỡ 6%. Cay nhờ. Bức xúc dễ sợ. Lên vẽ, giờ là mình solo tay đôi với cái con này. Giờ là anh em mình phải kích hoạt miễn nhiễm sát thương thì chúng ta mới đánh nổi, chứ bây giờ là không miễn nhiễm sát thương thì mình không biết đánh sao với con này luôn á nha. Ôi 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 ôi, nó có cây gỡ. Ai chà, 9%. Thôi rồi, lượm ơi rồi. Ôi cái đội hình nó khoai ghê nhờ. Ôi cây. Cây ở những chỗ là nó có cái con Heritage Dream á mọi người. Nó hồi sinh luôn, như là anh em mình phải quýnh á là tầm khoảng là 4 con chứ phải là 3 con, cho nên nó khoai kinh khủng à. Đó, tính toán đủ các kiểu con đà điểu luôn rồi vẫn bị dương. À, chỗ này thì anh em mình à. Rồi, kiểu này là ổn nè. Tiếp theo thì phải tranh thủ khử cái bé này. Anh em mình mà chơi trò hút máu phát á là nó sẽ dính ngay cái chiêu đặc biệt của cái con này. Cái khả năng đặc biệt đó là miễn nhiễm nha mọi người. Đây, bác sẽ thử cho anh em coi phát trải nghiệm nè. Đó, anh em mình mất máu rồi, nó không mất nha. Rồi, đây anh em mình thêm được một lượt đánh đúng không? Khả năng hồi sinh con này là có 3. Anh em mình gỡ hẳn luôn cái khả năng hồi sinh ha. Ok, victory. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là bé voi. Wow, quýnh mình 2 lần. Đừng nói là nó có lưỡi hái luôn. Lưỡi hái 3%. Ôi, nó quýnh mình. Ôi, nó quýnh liên tục luôn á cả nhà. Nó quýnh rồi là nó quýnh liên tục luôn. Và bây giờ nó còn 500.000 máu để nó quần mình. Cây nhờ. Có một cái độ ao nhây không hề nhẹ ha. Ôi, kết quả nút ao luôn. Ôi, cái khả năng gỡ của tên bạn vẫn còn. Rồi, ok, victory. Kèo này khoai ghê ha. Rồi, chỗ này, à, tem này thì cũng tạm ổn nha. Mình nhìn sơ sơ, mình thấy tem này anh em mình là hạ được đây. Đầu tiên thì con này nó có khả năng hồi sinh, nó có khả năng hồi sinh là tầm khoảng 3%. Ôi 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 ôi, khốn nha. Ôi nó quýnh rồi. Nó quýnh mệt mỏi luôn các bạn. Nó quýnh anh em mình mệt mỏi luôn. Rồi, gỡ khả năng hồi sinh của bé yêu luôn nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nhân vật gì đây? Rồi, ở đây thì thêm một lượt đánh. Ao nhây nhẹ với kỹ năng của bé Macaron. Wow. Còn 260. À, ở đây Kamal của mình sát thương nhân 2 chắc là dư sức qua cầu rồi. Victory. Ổn nha cả nhà. Sau một hồi chiến đấu nhiệt tình thì anh em mình cũng win được toàn tập ha. Ôi, có Kamal nè, chuyên gia trị Kamal là rộng lượng tử. Đó. Ok, và anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại hết một lượt đăng ký nha, cũng như like nhẹ video ủng hộ mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.